Hải lái Mercedes đưa Chu Thanh Huyền về ăn Tết nhà ngoại, tác phong và vóc dáng qua cam thường khác biệt với ảnh tự đăng. Hình ảnh của Quang Hải và Chu Thanh Huyền qua camera thường có còn đẹp như ảnh tự đăng. Chiều mùng 2 Tết Nguyên đán, tiền vệ Quang Hải và vợ sắp cưới Chu Thanh Huyền xuất hiện tại xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, quê vợ của Quang Hải. Cặp đôi bước xuống từ chiếc xế hộp tiền tỷ Mercedes nổi tiếng gắn liền với những ồn ào đời tư của chàng tiền vệ ngôi sao đội tuyển Việt Nam, cùng đến nhà họ hàng bên ngoại chúc Tết. Chu Thanh Huyền đi trước, Quang Hải vẫn dáng đi ngạo nghễ, bước theo sau. Qua camera thường, chiều cao và vóc dáng của cả hai có phần kém hơn so với ảnh tự đăng trên Facebook trước đó. Chu Thanh Huyền diện áo dài điệu đà, vóc dáng cũng kém thon gọn hơn ảnh tự đăng. Khi chờ chồng cùng vào nhà anh họ, Thanh Huyền gây chú ý với dáng đứng chống nạnh, khác hẳn hình ảnh nàng dâu thục nữ, yểu điệu khi ở cùng bố mẹ chồng ngày Tết. Ngày giáp Tết vừa rồi, Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã chính thức đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp. Tết năm nay, Chu Thanh Huyền đón giao thừa và ăn Tết ngày mùng 1 ở nhà chồng. Nàng hot girl sinh năm 2000 cùng gia đình chồng gói bánh chưng ngày 29 Tết, khung cảnh yêu thương hòa hợp khiến người hâm mộ thả tim dần dần. Du xuân đầu năm, bà xã Quang Hải hạnh phúc khoe những bộ áo dài rực rỡ, túi hàng hiệu khi cùng bố mẹ và anh chị chồng đi chúc Tết. Đến mùng 2, Quang Hải mới lái xe đưa Chu Thanh Huyền về Tết nhà ngoại ở Sơn Tây.